Hello cả nhà, hello quý cô bác, các bạn nha. Thì hôm nay thời tiết ở ngoài rất là đẹp luôn, nắng ấm luôn. Nên là mình dẫn cho bé nhỏ nhà mình đi ra ngoài cái công viên gần nhà mình, một cái công viên nhỏ thôi, cho bé chơi chừng nửa tiếng ha. Tại vì mấy ngày hôm nay bé cũng bệnh vừa mới hết đó, thì mình cũng muốn cho bé ra ngoài chơi một tí cho nó khỏe nha. Đi đi con. Gần thôi, đi có một lóc đường là tới rồi. Một cái công viên nhỏ thôi. Nếu mà mình muốn đi công viên lớn thì mình phải lái xe đi. Này mình muốn bé đi chơi một tí à, nên là đi bộ là được rồi. Đây là có một cái căn nhà người ta đang bán nha mọi người. Nhà cũng đẹp lắm. Đó, đường ta để bảng bán nè. Mẹ quay nhà đẹp người ta đang bán cho quý cô bác coi con. Ơi à, muốn đi chơi quá rồi nên là cứ nắm tay mẹ đi à. Từ từ chứ con. Tại vì thường ở bên mình á là thời tiết nó cứ lạnh suốt không có tuyết rơi, nhưng mà gió lạnh suốt rồi nên là ít có cho các bé đi ra ngoài vào những ngày thường á. Chỉ đi chợ, đi siêu thị nào vào những dịp cuối tuần thôi. Nên mà các bé mà khi mà nói là được đi ra ngoài chơi á, các bé thích lắm. Tới rồi đây nè. Chơi là thích lắm. Rồi đi qua đây. Từ từ, từ từ thôi. Công viên nhỏ nên là cũng ít người ra chơi. Với giờ này là giờ các bé mà trên 3 tuổi là đi học. Cái bé nhỏ nhà mình thì chuẩn bị đi học thôi chứ chưa đi học. Bình thường thì đi với anh hai, hôm nay anh hai đi học rồi nên là đi chơi một mình. Cẩn thận nha con. Đó con tuột đi. Hả không tuột này hả Kenny? Tuột không? Tuột xuống đây nè con. Rồi đưa hai tay lên. Để chân xuống, đưa hai tay lên. Nha. Yeah. À không có chạy ra đường, không có chạy ra đường. Nắng ấm nên là cho các bé đi ra ngoài vận động. À chỗ đó người ta không có cho chơi nữa, chỗ đó nó bị hư rồi. Nên là con muốn chơi, con chơi bên đây thôi, bên đó không có chơi được. Bên đó hư rồi nha con. Đâu có được, con phải đi vòng lên đó.
Đúng rồi, đi lên đó rồi mới tụt xuống. Are you ready? Cẩn thận con. Nếu mà chiều chiều á khoảng 4-5 giờ thì chắc là có nhiều bé ra đây chơi. À, giờ này là các bé trên 3 tuổi là đa số là đi học. Còn nhỏ nhỏ thì chắc giờ này nhà ngủ rồi. Giờ là 12 giờ á. 12 giờ trưa. Con chèo cẩn thận á. Một mình con chơi thoải mái luôn. Để mình quay cho mọi người xem ở trên đây nè. À, nó có một cái sân cũng rộng lắm. Thì có nhiều gia đình người ta cũng có thể vào dịp cuối tuần á, nếu mà thời tiết tốt thì người ta có thể lên đây mua đồ ăn rồi lên đây ngồi ăn uống ở trên đây cũng được. Lên đây rồi mình quay cảnh xuống cho mọi người coi nha. Trên đây người ta trồng cỏ nè. Rồi đây người ta để mấy cái bàn ha. Đó. Thì những cái bàn này công cộng nè, mình có thể mua đồ ăn rồi mình lên mình ngồi ăn. Ở đây nè. Nó có hai cái lò nướng. Thì có thể mua đồ ăn rồi đem lên đi nướng luôn cũng được nữa. Xong rồi thì mình tự mình dọn dẹp. Đó, nếu như mà ở nhà mình không có nướng được bằng than á thì mình có thể đem ra đây. Mình đem đồ ra mình vệ sinh lại rồi xong rồi mình nướng. Xung quanh đây là cái sân cỏ nha. À, ở Mỹ này thường thường nó hay có những cái chỗ công cộng như vậy đó. À, mình có thể đem đồ ăn uống đồ này kia. Rồi bây giờ mình quay cảnh xung quanh ở phía dưới nè, cái khu vực ở phía dưới
cho mọi người xem nha. Đó, đây là hồi nãy cái chỗ mà bé nhà mình chơi nè. Vực bên đây là cái nhà của mình ở cái cụm bên đây nè, đó bên đó là cái khu vực nhà của mình đó. Rồi mọi người thấy xe chạy qua lại không, đó là xa lộ đó, freeway đó. Trên núi mà nhà người ta cắt thấy nó cũng đều đều á mọi người. À, thành phố San Phan là cái đặc điểm là người chạy xe là cứ lên dốc xuống dốc, giống giống như Đà Lạt vậy đó mọi người, nhưng mà mình thấy nó còn hơn nữa. Rồi bây giờ để mình quay một vòng ở đây. Đây, công viên này nhỏ nên là người ta trồng cũng ít hả. À, bên kia kìa, bên kia người ta đang tưới cây kìa. Kia là cái phạm vi của một cái công ty nào đó trồng hoa kìa, họ đang tưới đó, họ đang tưới nước kìa. Đây cũng có mấy bụi hoa kìa mà nó chưa có ra. Nói chung là ở đây có thể đi, mình đi tập thể dục cũng được. Không có vô đó con. Hoa phía sau kìa, hoa phía sau con kìa. Đây có hoa màu tím nè mọi người, đẹp quá nè. Công viên nhỏ nên là họ trồng cũng không có được nhiều.
với lại nó có nhiều cái loại hoa nó cũng chưa có kịp ra hoa nữa. Khoảng tầm 1-2 tháng nữa. Đây nè, mình quay cho mọi người xem nha. Coi nhà ở đây là nó coi như ở trên đây là tuốt ở trên dốc cao luôn này nha. Mọi người thấy không, xe nè. Nè. Rồi từ từ đi xuống dốc nè. Đó, xe đậu mà nhìn nó nghiêng luôn vậy đó. À, quay chắc không có thấy nhiều đâu, nhưng mà ở ngoài là một cái dốc cao lắm á. Nhưng mà mới biết lái xe á, là đậu những cái chỗ như thế này cũng cảm giác cũng hơi sợ đó. Con ơi, vô đó kiến nó cắn á. Đúng không? Cắn. Đây là dốc cao nè. Rồi lai 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 đi xuống nè. Bên đó cũng nhà không á. Mấy cây này cũng sắp nở hoa.
lại dữ quá ba. Không có ra đường con. Thưa quý cô bác và các bạn nha, thì nãy giờ mình cho bé nhà mình chơi cũng hơn nửa tiếng rồi, thì bây giờ mình tranh thủ mình đi về cho bé nghỉ trưa đó. Thì mình quay cái quang cảnh xung quanh cái công viên gần nhà mình tí cho mọi người xem nha. Rồi mình hẹn quý cô bác và bạn bè ở những cái video tiếp theo. Thì khi nào mà gia đình mình có đi đâu chơi, có cái gì hay thì mình sẽ quay lại mình chia sẻ cho mọi người xem. Thôi thì video của mình đến đây mình xin tạm dừng nha. Mình xin kính chào quý cô bác và các bạn. Cảm ơn quý cô bác và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Xin hẹn lại quý cô bác và bạn bè những video tiếp theo. Mình xin chia sẻ tiếp tục về cuộc sống ở Mỹ của gia đình mình nha. Xin kính chào tạm biệt.